Mình tên là Phương Anh, mình học song ngữ 2 thế hệ năm 13-16. À, chào mọi người. Xin tự giới thiệu, mình là Trần Xuân Bách, mình đang là học sinh lớp 12 sinh lý 2. Phương học lớp nào vậy Phương? Mình học lớp D1 của năm 18. Ví dụ như thầy Phú Đức nè. Thầy Giám Thị. Thầy Luân Thị Linh. Lý Trương Thanh Tâm. Cô cực kỳ có tâm luôn. Thầy Đỗ Hữu Nhân. Đó rất là thích thầy luôn á. Thầy đúng dễ thương luôn. Thầy dễ thương lắm luôn á. Mấy cả hội hiệu trưởng. Phần hỏi của cô đó là kiểu mấy em biết phần hỏi bây giờ gì? Đủ duyên lý. Em có đêm 1, 15, 18. Xong 12. Mấy anh chị để ý là nếu mà chị ngồi cái dãy này nè thì cái biến ngôn nó lớn mà ông hành của mình đối diện. Cái cầu tượng của là đó là cái nơi mà mọi người tới đó để cầu lên. Không có bộ. Mà kiểu nó tệ đó, cho chị sẽ đi ngang qua chị sẽ nhìn mình hỏi rằng là liệu có thể tệ hơn được nữa. Mà đứa hết đồ ăn đi có chịu. Để nó ăn kẹt bạn bè, anh thấy rất là ngon. Hồi lớp 10 thì chị có nhiều kỷ niệm về ăn cơm. Tất nhiên là há kẹt thôi. Để nó há kẹt được ngon nhất là đừng tin bất cứ thứ gì về cái việc giảm ký, việc học ở làm không. Bạn sẽ không bị giảm được. Giờ trưa sẽ ngồi ngay sân năm cây. Sân năm cây. Đi picnic cùng chúng bạn. Ba sân vật. Tại sao? Tôi thích những cái người ta không thích. Đội kịch tuyên truyền trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Rất là tuyệt đỉnh. Và điều tuyệt vời nhất ở Lê Hồng Phong chính là các bạn đó. Những con người làm Lê Hồng Phong chúng tôi thật tuyệt vời.